Một băng nhóm tàn trữ mua bán ma túy tại tỉnh Bình Định vừa bị triệt phá. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng. Trước đó, lực lượng công an phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định tiến hành đột kích khu nhà trọ của Võ Hoàng Thiên, sinh năm 1995, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Qua kiểm tra phát hiện, Thiên cùng các thanh niên khác đang tàn trữ trái phép hơn 81 gram ma túy các loại, cùng nhiều dụng cụ để mua bán và sử dụng ma túy. Tiếp tục thực hiện khám xét ba địa điểm khác của Thiên và đồng bọn, tổ công tác thu giữ gần 7 g ma túy đá cùng nhiều tăng vật khác. Liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy do võ Hoàng Thiên cầm đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định còn khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng khác là võ Hoàng Thông, em ruột của Thiên và Phan Thế Long cùng trú phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn đồng thời củng cố hồ sơ làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.